Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nu Skin. Anh chị thân mến, Nu Skin lại có thêm một thiết bị làm đẹp tại nhà mới. AgeLock Boost Nu Skin là sản phẩm đầu tiên sử dụng đồng thời cả công nghệ AgeLock và công nghệ vi dòng điện biến đổi độc đáo, giúp tối ưu hóa làn da để thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của nó. Các vi dòng xung động thúc đẩy làn da sáng hơn, đầy đặn hơn và nhiều đàn hồi hơn. Trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho anh chị toàn bộ những thông tin cơ bản nhất về sản phẩm AgeLock Boost Nu Skin. Cùng với đó, em cũng sẽ cập nhật rất nhiều chương trình khuyến mại và mã giảm giá, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé! Video của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần như sau. Phần 1. Công dụng của sản phẩm. Phần 2. Thành phần của tinh chất AgeLock Boost Activating Serum. Phần 3. Hướng dẫn chăm sóc da với AgeLock Boost. Anh chị thân mến, AgeLock Boost Nu Skin là thiết bị sử dụng tính năng công nghệ vi dòng xung biến thiên. Kết hợp tinh chất chăm sóc da Activating Serum với nhiều thành phần vượt trội, sự kết hợp vô cùng độc đáo này sẽ đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da. Để mở đầu cho video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho anh chị về những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này anh chị nhé! Cụ thể, AgeLock Boost Nu Skin sẽ giúp tối ưu hóa làn da để có được vẻ ngoài tươi sáng, ngậm nước, trẻ hóa, thúc đẩy cho làn da trở nên tươi trẻ, làm dịu các dấu hiệu lão hóa sớm. Đây là sản phẩm có sự kết hợp tốt nhất giữa khoa học và thiên nhiên, những lợi ích được hỗ trợ bởi khoa học và được chứng minh thông qua các đánh giá lâm sàng. Sản phẩm mang lại làn da tươi sáng hơn, mềm mại hơn và trông đầy đặn hơn. Đặc biệt, sử dụng siêu dễ dàng và nhanh chóng chỉ với 2 phút mỗi ngày. Dễ dàng bổ sung vào bất kỳ các quy trình chăm sóc da nào của anh chị. Sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về những thành phần của tinh chất AgeLock Boost Activating Serum anh chị nhé! Đầu tiên đó chính là hỗn hợp AgeLock Blend độc quyền giúp nhắm vào nguồn gốc của sự lão hóa. Tiếp nữa, hỗn hợp giúp căng bóng cho da Plumping Blend, cấp nước cho da ngay lập tức và lâu dài, giúp cho làn da của anh chị có một vẻ ngoài đầy đặn, khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Tinh bột táo là một nguồn polysaccharide, natri lactate, natri PEA. Chiết xuất đậu lăng với vitamin B5 và disaccharide. Và vỏ dưa hấu là một trong số ít nguyên liệu tự nhiên cho citrulline. Tiếp nữa đó chính là hỗn hợp làm sáng da Brightening Blend, giúp thúc đẩy làn da sáng hơn, rạng rỡ hơn, cải thiện sự xuất hiện của màu da và kết cấu. Chiết xuất hoa thủy thiên biển giúp giảm sự xuất hiện của các đốm đen, thúc đẩy cho làn da tươi sáng và rạng rỡ hơn. Và thành phần quan trọng cuối cùng của sản phẩm này đó chính là Caviar Lime Fruit Extract. Đây là nguồn AHA tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình luân chuyển tế bào ở độ pH thân thiện với làn da, cho phép mang lại một trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả. Và trong phần thứ 3 của video, em sẽ hướng dẫn cho anh chị chi tiết cách chăm sóc da với AgeLock Boost Nu Skin anh chị nhé! Để sử dụng hiệu quả và có kết quả tốt nhất trong một lần thì anh chị cần phải lưu ý những thông tin như sau. Đầu tiên là những lưu ý cần nắm vững trước khi sử dụng. Thiết bị này được sử dụng kết hợp với AgeLock Boost Activating Serum. Anh chị sẽ sử dụng nó hàng ngày để đem lại hiệu quả tốt nhất. Một ngày sẽ có 2 lần chăm sóc, mỗi lần chỉ cần sử dụng 2 phút, thời gian chia đều cho mỗi bên mặt. Anh chị có thể tắt mở thiết bị bằng động tác vuốt nhẹ thân thiết bị, vuốt lên để mở và vuốt xuống để tắt. Thời gian hoạt động của thiết bị được cài đặt sẵn là 30 giây. Sau thời gian này, thiết bị sẽ tự động tắt. Chính vì vậy, khi trị liệu, anh chị cần thực hiện động tác khởi động thiết bị giữa mỗi lần chăm sóc. Trước khi sử dụng, anh chị cần lưu ý những điều như sau. Trước khi tiến hành trị liệu, chăm sóc da với AgeLock Boost Nu Skin, anh chị cần phải làm sạch da với máy rửa mặt AgeLock Lumi Spa. Sau đó, sử dụng nước hoa hồng cân bằng da giúp tạo ra một môi trường phát huy hiệu quả dưỡng da trong quá trình chăm sóc. Và sau đây, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách tiến hành chăm sóc da anh chị nhé! Hãy chia khuôn mặt của mình thành 2 lần chăm sóc, mỗi bên có thời gian là 1 phút, tương ứng với 2 lần khởi động thiết bị. Và mỗi lần chăm sóc được chia thành 2 bước như sau. Đầu tiên là bước tiền trị liệu. Anh chị hãy cho trực tiếp AgeLock Boost Activating Serum vào bề mặt của thiết bị AgeLock Boost. Sau đó, vuốt lên để khởi động thiết bị. Di chuyển thoa đều tinh chất trên nửa khuôn mặt và sau 30 giây, máy sẽ tự động tắt, khởi động thêm lần nữa để tiến hành trị liệu. Thứ hai là bước tiền trị liệu. Anh chị hãy khởi động máy và di chuyển nhẹ nhàng máy theo hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài và chú ý dùng lực ở những vùng có nếp nhăn. Cuối cùng, anh chị tiến hành với nửa khuôn mặt còn lại. Sau đây, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách dưỡng da và vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng. Cụ thể, sau khi kết thúc 2 phút chăm sóc, anh chị sẽ dùng tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt
để giúp tinh chất thấm sâu hơn vào da. Không cần rửa lại với nước và hãy tiếp tục với các bước dưỡng da sau đó. Vệ sinh đồ chăm sóc hàng ngày bằng cách lấy khăn ẩm lau sạch tinh chất còn lại trên thiết bị và để ở nơi khô thoáng. AgeLock Boost Nu Skin là sản phẩm mới của công ty Nu Skin. Chính vì vậy, nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng về sản phẩm tuyệt vời này là rất lớn. Hoặc anh chị cũng có thể để lại comment ngay bên dưới video này. Nhân viên của bên em sẽ ngay lập tức gọi điện và tư vấn cho anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng những người thân yêu. Ở những video tiếp theo, em sẽ cập nhật rất nhiều thông tin hữu ích khác về sản phẩm chăm sóc da AgeLock Boost Nu Skin. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé. Chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.